Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món đi mấy chị cái chân này đi nhỉ. Chân này nó bị hỏng quay được. Chuột đây này. Gì đấy?
là anh chưa vô bỏ mắt. Anh là anh đã để một lát nữa được à? Mình sẽ mang đi rửa nha. Thank you.
tát luôn đó chị Hà. Tao á. Thank you.
đây kia. Thank you.
Để đi. Đâu đâu em sợ đây, em giờ em mới dám bế đấy. Xô này nha. Em sẽ đổ vào đây một bát nước nha. Đây là nồi canh dành cho 3 người ăn. Đây là món vịt rang riềng nhé.
nhưng mà đoạn đầu mình quên mất, mình không quay, thì mình sẽ ghi chi tiết cho mọi người nhé. Mình sẽ dạy mọi người nấu món bò nấu với dưa chua nhá, ngon lắm. Cái đoạn đầu mình quên, mình không quay, thế mình sẽ biết chi tiết. Đây nha, đây là mâm cơm buổi tối của mình nha. Cái quả này có đắt không nha? Đắt anh ạ. Món bò này thì phải hầm thêm cho hết nước rồi mình sẽ ăn được nha. Ơi giấm nhé, hay là gọi là lá rang. Mình sẽ sốt cà chua lên, cà chua cắt thành nhỏ sốt nhiều mọi người nha.
rồi mình sẽ hâm sôi. Cho đi 2 bát nước. Ok. Cho 2 bát nước nha. Nước sẽ sắp sắp ngang với miếng thịt. Và sau đó mình hầm. Hầm tầm 20 phút. Mọi người đợi nha. Mình sẽ làm 2 thìa bột nêm. Ôi cắt đi cho mẹ, cắt đi cho mẹ. Hai thìa nước mắm thôi nhé. Nửa thìa mì chính. Nên mình sẽ có mì chính. Và quan trọng nhất là dầu hào Maggi. Tí ơi, tắt TV đi con. Mình sẽ xào chín lên. Giang ngọt có cho thêm chi đường nữa nhé. Thank you.
phải có kỹ ra đúng không nhá. Các bạn đã nghe câu giang sắc không bằng chắc thớt không? Mình phải kê một cái gì đó ở dưới. Các bạn nhớ vừa ăn nhá. Bố mẹ chồng mình gửi ra ở trong Nghệ An ra ngoài nhà luôn, thịt rất là ngon. Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ nấu món bò kho và cá nấu với lá giang. Trong miền Trung thì được gọi là lá giấm, còn ngoài miền Bắc thì gọi là lá giang. Cái lá này chỉ có ở trên rừng thôi nhá. Nó có vị chua chua, thơm thơm. Hôm nay mình sẽ nấu với cá, cá chép. Đây là món bò kho. Đây là cá mình kho và mình sẽ để nóng thôi. Cá thửng, cá để tầm 10 phút. Thank you.
Boy,
Oh.